vạch trần thân thế của Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong, thì ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã được giới thiệu để các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Phong. Vậy thân thế thật sự của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi sẽ được tiết lộ như thế nào? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sử Thi đi tìm hiểu ngay sau đây. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 Phan Văn Mãi đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 24 tháng 8 năm 2021, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với 89 trên 89 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong. Ngay sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh để các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 87 trên 89 đại biểu có mặt đồng ý, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Trình bày chương trình hành động trước Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện nghị quyết 04 và chỉ thị 05 và những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không cơ hội trục lợi, sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi quần chúng, luôn tiếp thu ý kiến trên tinh thần cầu thị, không bảo thủ, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác và quan hệ xã hội, thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực phát huy trí tuệ tập thể, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa từ thành phố đến cấp cơ sở, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của thành phố. Ông Phan Văn Mãi cũng khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo luật định, tiếp tục kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu nghị quyết 86 của Chính phủ, công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ để cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh. Cùng với đó, tập trung thực hiện công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ nỗ lực để triển khai phát triển kinh tế xã hội, thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch và điều kiện bình thường mới, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp mới để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố. Bên cạnh những thông tin về Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi và những công hiến đóng góp cho sự nghiệp của ông được cả nước biết đến, thì cũng là lúc các trang thông tin phản động đã chớp lấy để bắt đầu công cuộc mổ xẻ thêm bớt đời tư của ông và sự nghiệp của ông. Cụ thể như một trang báo đã đưa tin như sau, ông Phan Văn Mãi là nhân vật đăng lên. Ngày 1 tháng 6, ông được điều động từ Bến Tre về làm Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh.
và từ ngày 24 tháng 8, ông mãi thay Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người ít để ý, đó là ông Phan Văn Mãi không hề từ chức Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều chưa từng có. Chỉ cần nắm một trong hai chức thì quyền uy đã rất lớn. Đằng này, Phan Văn Mãi nắm cả hai chức. Ngày 1 tháng 6, Bộ Chính trị phân công ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là điều mà tin tức nội bộ đã biết trước, nghĩa là việc cơ cấu ông Phan Văn Mãi đã bị rò rỉ. Điều đáng nói là người phân bổ ông Mãi về thành phố Hồ Chí Minh không phải là trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, mà là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đây là điều mà trước giờ chưa xảy ra. Thường trực Ban Bí thư được xem là Phó Tổng Bí thư. Ông Phan Văn Mãi được một Phó Tổng Bí thư trực tiếp sắp xếp ghế thì đủ thấy Bộ Chính trị xem ông Phan Văn Mãi quan trọng như thế nào. Để dọn đường cho ông Phan Văn về thành phố Hồ Chí Minh, thì trước đó, ngày 4 tháng 5, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công chỉ định ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 để dọn đường. Việc điều động ông Phan Văn Mãi là một phần trong diễn tiến kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại thành phố lớn nhất Việt Nam. Trước ngày 4 tháng 5, có 3 ủy viên Trung ương Đảng đều gốc miền Nam là ứng viên hàng đầu cho hai vị trí thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Văn Thể và Phan Văn Mãi. Tuy nhiên, việc để tên những nhân vật kia lọt ra ngoài, đó là một chiêu trò làm nhiễu loạn thông tin của Đảng Cộng sản. Thực tế, ông Nguyễn Văn Thể với ông Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ là quân xanh. Nhân vật quan trọng nhất trong cuộc tranh giành quyền lực ấy chính là ông Phan Văn Mãi, chứ không ai khác. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 8, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thực chất của việc bỏ phiếu này chỉ là hình thức. Ông Phan Văn Mãi đã được Bộ Chính trị chỉ định thay thế cho ông Nguyễn Thành Phong từ trước đó. Cũng tại kỳ họp đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong, để dọn đường cho ông Phan Văn Mãi ngồi vào chiếc ghế thứ nhì. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Bộ Chính trị có nhiều quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Phan Văn Mãi chỉ mới đảm nhiệm trọng trách Phó Bí thư Thường trực được 2 tháng, 23 ngày là ông loại được Nguyễn Thành Phong. Hậu thuẫn cho Phan Văn Mãi chính là Bộ Chính trị, nên Nguyễn Thành Phong không có cửa tranh giành với Phan Văn Mãi chức Chủ tịch nếu Phan Văn Mãi muốn. Ông Phan Văn Mãi năm nay chỉ mới có 48 tuổi, quê huyện Rồng Trôm, Bến Tre. Ông Mãi trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trung ương và địa phương. Ông Mãi từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 2014, Trung ương luân chuyển ông Mãi trở lại Bến Tre để đào tạo, thử thách trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại địa phương quê nhà, ông giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ông Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và khóa 13, đồng thời là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa 15. Hiện nay, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gồm Bí thư là ông Nguyễn Văn Nên và 3 Phó Bí thư là ông Phan Văn Mãi, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồ Hải. Theo quy định, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có 4 Bí thư và 4 Phó Bí thư, nhưng ông Phan Văn Mãi là một mình ôm hết 2 chức phó quyền lực nhất. Cho đến nay, chính quyền không thừa nhận Phan Văn Mãi là ai, nhưng về sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hai con người này, không thể không làm mọi người nghi ngờ về gốc gác của ông Phan Văn Mãi. Không ai có tiềm lực chính trị mạnh đến mức chỉ trong 2 tháng, 2-3 ngày,
lại phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 2 tháng 23 ngày chuẩn bị lấy một chiếc ghế là chuẩn bị như thế nào? Ngoại trừ ông Phan Văn Mãi có gốc gác quá lớn. Việc điều chuyển công tác cấp lãnh đạo thành phố lớn nhất đất nước về kinh tế và dân số khá đột ngột, nó cho thấy quyền lực đỡ đầu cho ông Phan Văn Mãi rất mạnh. Nguyễn Thành Phong nhận công tác mới ở Hà Nội có lý do gì đấy mà Đảng Cộng sản không tiện nói ra. Trong lúc chống dịch rất căng thẳng mà vẫn thay ngựa giữa dòng. Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phong không làm gì tiêu cực cả. Nếu nói ông Phong yếu kém trong công tác chống dịch, thì cả ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn yếu, chứ không riêng gì một mình ông Nguyễn Thành Phong. Một con người chỉ cần 2 tháng 23 ngày lấy được chức chủ tịch thành phố lớn nhất nước, thì ông Nguyễn Văn Nên cũng cần phải dè chừng. Từ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà lên chức bí thư Thành ủy thành phố là không mấy hồi. Thế lực đứng sau ông Phan Văn Mãi rất mạnh. Chỉ cần ông Phan Văn Mãi được bầu vào Bộ Chính trị giữa nhiệm kỳ, thì xem như chiếc ghế của ông Nguyễn Văn Nên sẽ lung lay. Mới đây, kết thúc hội nghị Trung ương 4, nhưng Bộ Chính trị cũng không chọn người ngồi vào chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng xem như là ông Phan Văn Mãi sẽ kiêm nhiệm cả 2 chức vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, gia thế của ông Phan Văn Mãi là hoàn toàn bình thường. Cha của ông là cụ Phan Văn Lập, sinh năm 1926 và đã mất năm 2021, quê quán tại xã Thạch Phố Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Là một người bình thường, luôn có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, sống chan hòa bình dị và luôn gần gũi, hòa đồng với bà con xung quanh. Còn về sự nghiệp của ông Phan Văn Mãi, không tự nhiên mà ông leo được lên ngồi vị trí cao một cách bất thường như tờ báo này đã đưa tin, mà ông phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện và giữ nhiều cương vị khác nhau trong một thời gian rất dài mới có đủ năng lực và đức hạnh để được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó chức vị chủ tịch thành phố. Cụ thể đã chứng minh quá trình công tác của ông Phan Văn Mãi như sau. Ông Phan Văn Mãi có bằng thạc sĩ quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có bằng cử nhân ngoại ngữ tại khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ. Ông Phan Văn Mãi bắt đầu quá trình công tác tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 1 năm 2004. Ông là chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 7 năm 2008, ông Mãi chuyển về công tác tại tỉnh đoàn Bến Tre, giữ chức vụ bí thư tỉnh đoàn. Trong khoảng thời gian này, ông cũng đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2014, ông được giao nhiệm vụ làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phụ trách phía Nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Trong giai đoạn đó, ông Mãi bắt đầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre từ tháng 6 năm 2016. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 7 năm 2019, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Trong khoảng thời gian này, ông tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng
tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Phan Văn Mãi thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, điều động phân công chỉ định ông Phan Văn Mãi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 6 năm 2021, ông Phan Văn Mãi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong, đồng thời bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 ngày làm việc, đến ngày 29 tháng 8 năm 2021, ông Phan Văn Mãi chính thức được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1445 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi còn giữ cương vị Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, nay đổi tên thành Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, trang báo đưa những thông tin trên về ông Phan Văn Mãi là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ gì. Không chỉ riêng ông Phan Văn Mãi trở thành tiêu điểm cho những thế lực phản động, tung tin đồn gây hoang mang cho người dân về gia thế, sự nghiệp, mà tất cả những vị cán bộ lãnh đạo khác cũng luôn nằm trong tầm ngắm của chúng. Đến cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vĩ đại và được cả nước tôn quý, cũng bị những ngòi bút bẩn độc của chúng thêu dệt nên những điều hoang đường. Chỉ đạo đầu tiên của ông Phan Văn Mãi trên cương vị Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành công, và đây chính là lời khẳng định chắc nịch trước nhân dân về năng lực và sự uy tín của ông. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết luận của tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khi chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tham dự cuộc họp trên còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông báo cũng nêu rõ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng chỉ đạo Sở Công Thương rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu về cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân cũng như khả năng đáp ứng của thành phố để chuẩn bị tổ chức các đội hình mua hộ và cấp phát, không để người dân ra khỏi nhà. Qua 3 ngày thực hiện chỉ thị số 11 ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể, ý thức chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội của người dân được nâng lên, lưu lượng tham gia giao thông giảm mạnh so với trước khi thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, công tác xét nghiệm được đẩy nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo, tạo sự an tâm, tin tưởng của nhân dân đối với sự chăm lo của chính quyền. Tuy nhiên, việc giãn cách một số nơi thực hiện chưa thật sự nghiêm, tiến độ công tác tiêm vaccine vẫn còn chậm. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có những chỉ đạo đầu tiên trên cương vị là người đứng đầu chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát tình hình dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tất cả các ngành, các cấp cần phải thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, Ban chỉ đạo giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các phường, xã, thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trong những ngày tới. Các địa phương phải rà soát, nắm rõ các hộ dân thuộc địa bàn quản lý có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ,
Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, chủ động vận động các nguồn lực để chăm lo cho người dân. Nếu vượt quá khả năng, kịp thời báo cáo về cơ quan cấp trên để giải quyết. Phường, xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ tịch phường, xã, thị trấn đó. Ban chỉ đạo yêu cầu chuẩn bị nơi thu dung điều trị các trường hợp F0 dự kiến phát sinh trong thời gian tới, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người được chăm sóc, điều trị, nắm rõ danh sách các trường hợp F0 tại nhà thuộc địa bàn quản lý, thông tin đến các trạm y tế lưu động để tổ chức thăm khám, điều trị, cấp phát túi thuốc kịp thời, không để bất kỳ trường hợp nào cần sự trợ giúp y tế mà không được hỗ trợ. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các địa phương nhanh chóng giải quyết các gói hỗ trợ của thành phố và phân phối gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Thông báo cũng nêu rõ, Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng chỉ đạo Sở Công Thương rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu về cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân cũng như khả năng đáp ứng của thành phố để chuẩn bị tổ chức các đội hình mua hộ và cấp phát, không để người dân ra khỏi nhà. Ông Phan Văn Mãi giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lúc bấy giờ, chỉ đạo Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Tân Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu giải ngân nhanh các gói hỗ trợ để đời sống người dân nghèo bớt khó khăn. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhanh chóng đưa các đối tượng người xin ăn, người lang thang không có nơi cư trú, ổn định vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Ông Phan Văn Mãi giao Trung tâm An sinh Xã hội thành phố khẩn trương cấp phát 1 triệu túi an sinh ngay trong tuần và chuẩn bị 1 triệu túi an sinh tiếp theo. Sở Y tế được giao vận hành thông suốt ứng dụng quản lý thông tin giường bệnh và oxy cho bệnh nhân COVID-19, trực tiếp theo dõi, điều phối, đảm bảo năng lực điều trị giữa các tầng, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan, rà soát, thống kê, phân tích, làm rõ các trường hợp tử vong do nhiều nguyên nhân, không chỉ do COVID-19. Ông Mãi giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các biểu mẫu, báo cáo về công tác phòng, chống dịch, theo dõi, nhắc nhở các đơn vị, địa phương, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Thông tin và Truyền thông chủ động thông tin kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp để các ngành, các địa phương biết tham gia và để người dân biết đồng tình và tham gia thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp tục động viên, tổ chức lực lượng, tập trung các nhiệm vụ thực hiện tốt trong những ngày đầu của đợt tăng cường giãn cách xã hội, đồng thời phát huy những kết quả này để thực hiện tốt trong những ngày cao điểm còn lại. Có thể nói rằng, cách mạng Việt Nam đã và đang là một tâm điểm chống phá của các thế lực thù địch. Đã có rất nhiều chiến dịch quy mô quốc tế dưới nhiều phương thức khác nhau nhằm bôi đen, xuyên tạc, vu khống những người cộng sản, các vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam được nhân dân yêu mến, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của toàn dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc. Và cho đến nay là Đảng, là Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo từ cấp cao đến cả cấp thấp cũng bị chúng lôi vào. Vì sao chúng lại cố tình làm như thế? Thực ra, mục đích chính của chúng là để chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa Việt Nam đi theo con đường khác, con đường xã hội chủ nghĩa, mà Đảng, Bác Hồ và chính lịch sử dân tộc ta đã lựa chọn. Trong nhiều kênh chống phá, chúng nhằm vào hai kênh chính yếu nhất là đánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở kênh thứ nhất, chúng đánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng là tổ chức chính trị duy nhất cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Chúng hy vọng một lúc nào đó Đảng sẽ yếu đi, dần dần biến mất, mất vai trò lãnh đạo hoặc đi đến tan rã. Kênh thứ hai, chúng tập trung đánh vào gốc,
vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, đó là thần tượng Hồ Chí Minh, với một hệ thống tư tưởng sâu sắc và toàn diện về con đường cách mạng Việt Nam và một nhân cách vĩ đại của dân tộc. Đây là một âm mưu rất thâm hiểm. Cứ mỗi lần trước các sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng, thì những thông tin thất thiệt, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt về các cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, lại xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trên Internet. Sống trong môi trường mạng thông tin như vậy, làm thế nào để người dân phân biệt được đâu là thực, đâu là giả? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thông tin, sự kiện ở khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới đều được phản ánh một cách tức thì. Trong thế giới thông tin hỗn độn ấy, những thông tin về cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nắm các cương vị cao của Đảng và Nhà nước, luôn được người đọc quan tâm. Các thông tin thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt, có sức lan truyền nhanh đến chóng mặt. Vậy làm thế nào để có thể điều chỉnh được dư luận xã hội hiện nay? Làm thế nào để người dân có thể chắt lọc được đúng thông tin chính xác và tố cáo, tránh xa những thông tin xuyên tạc các thế lực phản động đang nhằm nhè chia rẽ đoàn kết dân tộc Việt Nam ta? Đó là một câu hỏi rất lớn. Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Chuyện xóm nghèo. Vũ nhanh chân nhảy qua cây gỗ chắn đường sau đợt giải tỏa mặt bằng ở mặt phố để đi vào ngõ nhà mình. Nhiều gia đình thật may mắn, bỗng chốc trở thành triệu phú. Họ có nhà mới và còn được đền bù một số tiền lớn. Thế mà nhiều người vẫn còn kêu ca kiện tụng trả bù cho gia đình anh. Hai mẹ con ở tít sâu trong ngõ đã vài chục năm nên hầu như chẳng có chút mảy may hy vọng vào đợt giải phóng mặt bằng vừa qua. Không biết có phải vì nhà nghèo đến nỗi Vũ cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện vợ con nữa hay không. Ai hỏi lúc nào anh cũng lấy cớ là phải lo nuôi mẹ già và nhà cửa lại chật chội, lấy vợ biết ở vào đâu. Nghĩ cũng phải, mẹ của Vũ đã đến tuổi xưa nay hiếm lại yếu đau luôn, nên bà con hàng xóm ai nấy đều thương quý. Hồi anh đi nghĩa vụ quân sự trở về, bà cụ cứ bắt anh phải sang từng nhà để cảm ơn vì tình nghĩa mọi người đã chăm sóc và giúp đỡ bà. Từ đó, Vũ được coi như người thân thiết của mọi gia đình xung quanh vậy. Có người còn mối manh cho Vũ một vài đám, nhưng rồi cũng trả thành, vì cô nào cũng ngại về cái ngôi nhà chật chội ấy. Đầu tiên họ còn nhiệt tình, sau dần dần thấy khó nên chả ai chú ý tới chuyện đó nữa. Đã 40 tuổi rồi mà Vũ vẫn lầm lũi một mình là vì thế. Ai cũng thấy tội tội cho Vũ, nhưng chẳng biết làm thế nào. Hằng ngày, Vũ đi làm thuê ở các công trình xây dựng tư nhân từ sáng tinh mơ cho tới chiều tối mới về. Hai mẹ con lội hồi ăn uống cho qua bữa, rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Nhiều năm nay, bà con hàng xóm quen với cảnh vất vả thiếu thốn như vậy, nhưng ai ai cũng thương và quý trọng mẹ con Vũ. Mọi chuyện cứ phẳng lặng như thế, nếu không có sự kiện động trời ở cái ngõ này. Một là những ngôi nhà lấn chiếm ở mặt phố được đền bù để giải phóng mặt bằng, và hai là chuyện Vũ bỗng dưng rước về nhà một người phụ nữ đã có con. Đầu tiên bà mẹ Vũ nói to tiếng nên mọi người xung quanh mới biết có chuyện không vui trong gia đình. Sau đó là tiếng trẻ con khóc vang lên và tiếng ru của người mẹ đã làm ồn ào khắp xóm. Họ đồn thổi anh Vũ thế mà khôn, tầm ngầm mà vớ được cô vợ xinh đáo đẻ. Chắc là giấu bà con mãi, bây giờ có con rồi mới mang về đây. Nhưng cũng có người ác khẩu cho rằng tất cả có thể là Vũ đã lấy điếm về làm vợ, nghi lắm. Cái ngõ sâu hun hút thế nhưng đường đi lối lại hẹp lắm. Ai hò một tiếng là cả xóm biết liền, nên chả giấu được chuyện gì lâu. Nghĩ vậy nhiều người tuy tò mò nhưng cũng chả thinh thóc mách xế vào chuyện nhà người khác. Ai cũng bận biểu công việc làm ăn và lo cho gia đình mình đã hết ngày, chưa hơi đâu mà xây chuyện vào gia đình khác. Ấy thế mà vẫn có người độc mồm, lời qua tiếng lại mỗi khi đứa bé gào khóc. Nhưng rồi mọi người lại chú ý, khi có ai đó báo cho công an phường chuyện Vũ dắt gái về nhà. Vài hôm sau, anh công an đến thật và ngồi rất lâu trong nhà anh Vũ. Nhiều người thấp thỏm để ý, ngó trước ngó sau, xem có động tĩnh gì không.
Nhưng cuối cùng, anh công an phường ra về rất vui vẻ, làm cho mọi người lại càng khó hiểu. Chuyện của gia đình anh Vũ như vậy thật lạ lùng. Những ngày đông giá trôi qua, mẹ anh Vũ bây giờ già yếu lắm rồi. Mọi người cũng đã quen với tiếng khóc của thằng bé, và đặc biệt ai cũng khen người mẹ trẻ xô con rất hay và đựng con rất khéo. Còn anh Vũ vẫn thế, sáng sớm tinh mơ đã ra khỏi căn nhà, tối sập mới trở về. Khi thì miếng thịt, khi thì con cá cùng mớ rau. Bao giờ anh Vũ cũng đem về nhà một món gì đó để dành cho bữa cơm gia đình. Dần dần cũng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện anh Vũ dắt gái về nhà nữa. Họ coi như giờ đây đương nhiên anh Vũ đã có vợ con. Tuy vậy, thực hư thế nào cũng chưa ai tỏ tường. Ngay đến cái tên cô gái đó, có người nghe mang máng qua chuyện của ông tổ trưởng tổ dân phố. Đương nhiên là Ngọc thì phải. Họ truyền miệng nhau. Thế rồi thế việc cô gái ấy đến nhà anh Vũ cũng chả cản trở hay phiền nhiễu cho ai. Nên thôi thì kệ, để nhà ai nhà ấy dạng, hơi đâu. Ấy thế nhưng mọi chuyện lại bắt đầu xôn xao trong xóm. Bởi có một buổi tối bất ngờ, nhà anh Vũ như có trận bão đổ xuống. Tiếng la ầm ĩ của một người đàn ông nào đó vọng ra. Đứa trẻ khóc thét lên nức nghẹn không xa tiếng nữa. Người đàn ông lạ đó bị hai mẹ con anh Vũ đẩy bật ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Nhưng cánh cửa ấy thì sức mấy trụ nổi khi người đàn ông lao người vào để bung cả khung gỗ. Lúc này anh ta gào lên. Mày bảo vợ tao đưa 100 ngàn ra đây, tao sẽ đi. Thế là tao nể mày lắm rồi đó, thằng bò thế nạ, bạn bè thế à? Mọi người thấy quá ồn ào nên một số người tỏa ra ngõ. Có một chị tò mò đến gần nhắc nhở, làm mất trật tự an ninh trong xóm, công an đến phạt đó. Lúc này người đàn ông kia trừng mắt quay phắt lại, miệng anh ta sùi bọt, đôi má hốc làm mấy cô bé chạy tóe đi. Hình như đó là một thằng nghiện đi phá phách. Lúc này bác tổ trưởng dân phố chạy tới xem sự việc gì xảy ra, thì thấy người đàn ông kia đang xô đẩy cánh cửa với Vũ. Bác tổ trưởng nghiêm sắc mặt nói to, sao nhà anh Vũ lại âm ỉ lên thế? Lúc này Vũ đành mở cửa. Người đàn ông kia vẫn xuống sàn nhà lạnh toát, mồm vẫn gào lên đòi tiền. Vũ chưa kịp trình bày thì cô Ngọc chạy lại vội dúi tiền vào tay người đàn ông nghiện ngập kia. Cô ta nói gằn lên trong cơn giận dữ, đây, cầm lấy rồi cút đi, anh cướp hết của con nanh rồi đó, giời ơi là giời. Nói rồi cô Ngọc ôm con khóc nấc lên từng cơn. Khi người đàn ông kia bật dậy chạy đi thì bác tổ trưởng nhắc Vũ, tôi đã nói với anh rồi, việc hai mẹ con cô Ngọc đến ở nhà thì chả ai nói gì, nhưng để cho chồng cô ta đến làm ầm ĩ thì không nên đâu. Mẹ anh Vũ nói đỡ cho Vũ, bác ạ, khổ thế đấy, nhưng thương người thì khó đến thân. Anh Vũ nhà tôi với chồng cô Ngọc đây là bạn từ thời đi chiến đấu cơ. Giờ nó đâm sinh hư đốn thế, nghiện ngập, đánh đập vợ con làm tan cửa nát nhà. Đến nỗi, vợ con phải chạy trốn đi ở nhờ, mà cũng có chừa được con nghiện đâu. Không hiểu sao, nó lại biết mà mò đến đây cơ chứ. Vũ cứ đứng lặng người mà chẳng nói được câu nào. Lúc này nhiều người hàng xóm đứng vây quanh ở cửa và nghe ngóng. Thấy bác tổ trưởng đi ra, mọi người tản đi hết, nhưng câu chuyện thì cứ râm ran khắp xóm. Chả ai hiểu gì cả nên cứ thêu dệt thêm chuyện này chuyện khác. Có người nói, anh Vũ thật dại dột, tự chuốc lấy vạ vào thân. Ai lại đi chơi châm vợ con người ta? Hơn thế lại là vợ con của thằng nghiện nữa chứ. Thật đang yên đang lành. Thế rồi ngày tối hôm đó, không ai còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc về nhà anh Vũ nữa. Cả đêm xóm lại phẳng lặng như mọi khi. Thi thoảng có tiếng ô tô xa tít ngoài phố vọng vào. Bà con hàng xóm cho là mẹ con chị Ngọc đã dọn đi. Tăng tảng sáng, cả xóm vẫn cùng chìm trong giấc ngủ. Nhưng từ phía nhà anh Vũ lại có tiếng ầm ĩ đánh thức mọi người tỉnh giấc. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa râm ran khắp xóm. Tiếng lao xao ồn ào của một số người đàn ông ở ngoài cửa nhà anh Vũ. Họ lê gậy gõ cửa, có tiếng gọi rất to. Con Ngọc đâu rồi? Ra ngay cho tao hỏi đây. Hình như tiếng của người đàn ông nghiện ngập lúc tối. Bạn bè suối bày, hắn dẫn hai, ba tên
đến tìm cách dọa nạt Vũ để đòi thêm tiền của Ngọc. Nghe theo lời khích, hắn nói oang oang. Đồng đội gì mày? Hả thằng Vũ? Rủ dê vợ con tao à? Thế không ai trả lời, nó lại nói toáng lên. Thằng bò thiến kia, vợ tao đâu? Lúc này thì cả xóm phải thức dậy, nhưng ai nấy đều lo lắng cho mẹ con anh Vũ. Có người gọi điện báo cho công an phường đến ngay để ngăn chặn cuộc ẩu đả rất có thể sẽ xảy ra. Tiếng đập cửa và chửi rủa lại ầm ĩ. Hai tên đi theo thì cười hú hú. Được ai đó báo, bác tổ trưởng dân phố vội vàng chạy ra khỏi nhà và lao vào cướp lấy gậy trên tay một thằng nghiện, vung lên giữ đòn. Một thằng hốt hoảng lùi lại, không ngờ ngã bổ chừng, đầu đập đúng vào tường nhà đối diện. Hắn hét lên một tiếng thất kinh rồi lăn ra đường. Ngay lúc đó, mẹ anh Vũ loa ra. À, chúng mày đến hành hung mẹ con tao, còn ăn vạ đấy à? Bác tổ trưởng vội đẩy hai mẹ con anh Vũ vào nhà, rồi đứng chặn ở cửa, nói. Mẹ con cô Ngọc không còn ở đây nữa. Anh nào muốn gây sự thì bảo. Liệu hồn, tôi đã mời các anh công an đến rồi kia kìa. Nghe thế, thằng ăn vạ nằm lăn ra đất, bỗng đứng vụt dậy. Nó còn nói vọng vào nhà đe dọa. Thằng Vũ còn phải trả nợ này, chúng tao sẽ còn quay lại đó. Thế rồi ai cũng tưởng mẹ con cô Ngọc đã ra đi, chắc mấy con nghiện sẽ chẳng quay lại nữa. Nhưng ngày tối hôm đó, chuyện xảy ra còn dữ dội hơn khi mọi người thấy hai tên nghiện đứng trước nhà anh Vũ gào ầm ĩ. Nó đến đòi vợ con thì sao lại trói người ta lại? Dù dê vợ con người ta, tử tế lắm đấy hả? Mày có thả người ra không thì bảo. Anh Vũ đứng chặt ở giữa cửa, tay chống cây gậy xuống đất để phòng thủ, trừng trừng nhìn hai thằng nghiện, anh nói. Chúng mày cút đi, đừng để tao ra tay. Thằng Hậu là bạn thân của tao, không thể để nó lún sâu vào tội lỗi mãi được. Cả hai thằng liều lĩnh xông vào nhà, nhưng lại bị anh Vũ gạt bật ra. Hình như anh Vũ có võ thì phải. Trông lù dù thế mà khi ra tay đòn, anh Vũ nhanh nhẹn không ngờ. Hay tin, mấy anh công an phường xuống ngay hiện trường. Hai tên đứng ngoài chạy vội vào phía ngõ, nhưng không kịp, vì mấy thanh niên ở gần đó chạy rượt theo bắt lại. Hai anh công an phường bước nhanh vào nhà, hỏi anh Vũ. Nghe tin anh bắt giam người có đúng không? Vũ lạnh lùng trả lời. Đúng vậy, đó là người bạn thân của tôi khi còn trong quân ngũ. Lúc này có tiếng lục bục ở trong buồng bên, anh công an nhắc. Anh có biết hành động của anh là phạm pháp không? Vũ chậm rãi phân bua. Tôi cần dạy cho nó một bài học. Tôi muốn nó phải chừa thói nghiện hút chích. Anh công an trẻ bước tới nghiêm sắc mặt. Anh cần phải đưa anh ta ra đây và theo chúng tôi về trụ sở công an phường. Các anh có thể bắt tôi lúc nào cũng được, nhưng hãy để cho tôi cứu bạn tôi. Nó lại đang lên cơn nghiện, phải chờ qua cơn vật này đã. Lúc này anh công an phường kiên quyết ra lệnh. Anh cần phải đưa anh ta ra ngay, đừng để chúng tôi phải ra ngay. Lúc này, bà mẹ của anh Vũ dìu người bạn trẻ của con mình ra ngoài. Vừa đi bà vừa khóc. Hậu ơi, mày tỉnh lại đi, chứ làm khổ vợ con mãi thế này ư. Chồng anh ta thật thảm bại, mặt dính đầy máu, chân đi không vững, hai tay buông thõng về phía trước. Đó là Hậu, chồng của cô Ngọc sau một cuộc săn đuổi hòng đòi được nhiều tiền để thỏa mãn cơn nghiện liên tục hành hạ mình. Chỉ bước được hai bước là Hậu đổ vật xuống sàn. Anh Vũ ôm mặt nhăn nhó. Thật xấu hổ cho thằng bạn của tôi đó. Xin các anh gửi nó đi chữa trị thật xa vào để tránh gặp gỡ bọn người xấu một thời gian dài. Mày già mới hy vọng khỏi bệnh nghiện được. Từ đó, Vũ thường xuyên đến trại cai nghiện để trông nom giúp đỡ Hậu. Anh luôn luôn mong muốn Hậu, người đồng đội năm nào của mình, nhanh chóng khỏi bệnh để về với vợ con. Đã nhiều lần anh ngồi canh giấc cho bọn trẻ ngủ thiếp đi sau cơn vật vã. Rồi lại có lúc Vũ phải vật người bạn của mình ra mà ghi chặt để giữ cho bạn mình thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Thậm chí có lần anh còn thẳng tay đánh cho Hậu ngất đi để khỏi phải dãy giụa. Mỗi lần như thế, Vũ cứ ôm lấy bạn mà ứa nước mắt. Nhiều lần anh thủ thỉ tâm sự với bạn những chuyện vui để xóa đi mặc cảm của bạn khi bị người đời khinh rẻ xa lánh. Dễ phải đến 6 tháng sau, Hậu mới hồi phục và tỉnh táo trở lại. Họ gầy dọc đi nhưng tỏ ra nhanh nhẹn và hoạt bát với mọi việc ở trại. Dần dần,
Hậu thấy thấm thía mọi chuyện đã xảy ra. Lần nào Thi Vũ lên, Hậu cũng hồ hởi khoe mình có thể gánh được 2 thùng nước to cho bạn tắm và ăn không biết no nữa. Gần đây, Hậu béo trắng ra. Theo xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe, Hậu được về nhà tiếp tục điều trị thêm. Hôm ra trại, Hậu cứ mắng Vũ lên nhưng chẳng thấy. Đang ngồi làm thủ tục thì Hậu nhắc thấy bóng Ngọc bồng con đứng ở sân trại. Thằng bé cứ nhún nhảy trên tay mẹ. Nó chưa bao giờ nhận ra rằng đó là người bố của nó. Nụ cười của nó chợt tắt khi nhìn thấy Hậu và nó mếu rồi gục đầu trên vai mẹ. Hậu nhìn con mà thấy gai gai đôi mắt. Vào một buổi sáng chủ nhật, mọi người trong xóm lại xôn xao lên vì chuyện vợ chồng cô Ngọc đến nhà anh Vũ. Ai cũng mừng vì thấy Hậu đã khỏi nghiện và họ đoàn tụ hạnh phúc. Nhưng nhà anh Vũ đã khóa cửa, chẳng có ai ở nhà. Hậu hỏi thì mới biết Vũ đã lên cơn sốc rét ác tính. Căn bệnh quái ác này đã đuổi theo Vũ từ những năm tháng chiến đấu ở Trường Sơn. Sau đó mọi người mới hay qua lời Hậu kể. Chính do hậu quả của những cơn sốt ác tính mà từ lâu anh Vũ không còn nghĩ đến chuyện lấy vợ. Hậu ngẩn ngơ đứng trước nhà của Vũ, còn Ngọc thì cứ ôm con mà rơi nước mắt vì con người tốt bụng đã giúp đỡ cho chồng mình khỏi cảnh nghiện ngập. Nhiều người chạy ra thăm hỏi, hai người thì thấy thằng bé kháu khỉnh đi được mấy bước ai cũng vui. Có người còn cõng nó chạy nhong nhong trong ngõ. Hỏi ra mới hay, anh Hậu và cô Ngọc đã quyết định khai sinh cho thằng bé với cái tên Vũ. Bởi dễ đến một năm qua, cô Ngọc ôm con chạy trốn người chồng nghiện ngập, đã kịp làm giấy khai sinh cho nó đâu. Vừa kể cô Ngọc vừa tủi thân khóc, nghe chuyện ai cũng thương anh Vũ.